Với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thì vấn đề đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh luôn là câu chuyện được các cấp các ngành quan tâm vào mỗi năm học mới. Gia đình, nhà trường và xã hội cần quan tâm chủ động công tác tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông như thế nào cho học sinh luôn là vấn đề tồn tại trong nhiều năm qua, từ đầu năm học ở các địa phương. Vậy làm gì để giảm thiểu nỗi lo về an toàn giao thông học đường trong năm học 2017-2018 là vấn đề được nhóm phóng viên thời sự ghi nhận tại huyện Di Linh. Mời quý vị cùng theo dõi. Việc học sinh đi xe phân khối lớn đến trường, đi xe đạp điện, xe máy điện, không đội mũ bảo hiểm, đi xe dàn hàng 3, hàng 4, điều khiển xe vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định là những lỗi vi phạm thường gặp trên đường nội thị thị trấn Di Linh. Không chỉ học sinh, phụ huynh cũng vô tư đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm cho con. Điều đáng lo ngại hiện nay chính là một bộ phận học sinh được cha mẹ trang bị cho các loại xe trên 50 phân khối. Dù theo quy định, các em vẫn chưa đủ điều kiện để điều khiển phương tiện này. Đi tới trường xong rồi do không để ý về chuyện lái xe nên con bị mấy chú cảnh sát bắt. Con sẽ rút kinh nghiệm lần sau không khi chưa đủ tuổi không được đi xe phân khối lớn. Chỉ trong vòng 15 phút lập chốt xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Di Linh đã kiểm tra xử lý hàng chục trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Và đây là một trường hợp như thế. Khi lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, học sinh này đã có thái độ bất hợp tác, sử dụng điện thoại để cầu cứu, né tránh trước những vi phạm của mình. Theo đội cảnh sát giao thông công an huyện Di Linh, nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, đội cảnh sát giao thông phối hợp với lãnh đạo các xã thị trấn và các trường tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho học sinh, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, các quy tắc cơ bản khi tham gia giao thông, lỗi thường xảy ra tai nạn giao thông trong học sinh. Ngoài việc tổ chức ký cam kết với gia đình và học sinh về việc chấp hành quy định an toàn giao thông vào đầu mỗi năm học, lực lượng chức năng thường xuyên tiến hành mở các đợt tuần tra kiểm soát chuyên đề, tập trung nhắc nhở và kiên quyết xử lý các trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ. Thường xuyên tuần tra trên các cung đường của thị trấn, đặc biệt là khu đường Trần Phú là có rất lưu lượng học sinh đi qua quá tải và rất là đông. Chúng tôi đã thường xuyên phối hợp để kiểm tra, đặc biệt các cháu là đi những xe phân khối lớn không đảm bảo cho cái việc điều chưa đến đủ tuổi. Thứ nhất là chưa đủ tuổi, thứ hai là rất là nguy hiểm đến tính mạng cho các cháu và đã lập nhiều biên bản để xử lý cho các cháu, kiên quyết không để cho các cháu chạy xe lạng lách đánh võng và đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông cũng như trật tự lòng lề đường, trật tự văn minh đô thị. Đội cảnh sát giao thông cũng như phối hợp với công an thị trấn và các lực lượng đã xử lý hàng trăm lượt học sinh vi phạm, trong đó có một số học sinh là đi loại xe phương tiện mô tô phân khối lớn và vi phạm các cái lỗi như là chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ và những cái lỗi không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông. Thì qua cái công tác tuần tra kiểm soát để kiềm chế cũng như là cái giải pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông, thì ngoài ra đội cảnh sát giao thông còn tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ cũng như trật tự an toàn giao thông trong các cái trường học. Và cái xu hướng chủ yếu ở đây là nhằm mục đích là để các em nhận thức, hiểu được cái luật giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông. Lãnh đạo trường phổ thông trung học Di Linh, huyện Di Linh cho biết, thường trong các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, nhà trường đều tổ chức tuyên truyền nhắc nhở học sinh về quy định bắt buộc và tuân thủ các quy tắc khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, để giám sát việc học sinh đi xe phân khối lớn đến trường, nhà trường đã giao cho tổ bảo vệ theo dõi ngay tại cổng trường. Những trường hợp học sinh không chấp hành sẽ nhắc nhở. Nếu vi phạm đến lần thứ hai thì sẽ bị nêu tên trước lớp, đến lần thứ ba thì nêu tên trước toàn trường và gửi thông báo về cho gia đình. Nhà trường thường xuyên quán triệt trong các cuộc họp hội đồng đối với các bộ phận và đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm đoàn trường để đưa cái công tác giáo dục ý thức về giao thông đường bộ cho học sinh tới từng học sinh đấy. Không những thế thì đặc biệt là vào những cái dịp lễ lớn như thế này thì chúng tôi luôn luôn là nhắc nhở các em trước khi cho các em nghỉ, trước khi nghỉ lễ này, trước khi có một cái hoạt động gì đó là luôn luôn là nhắc học sinh là các em phải thực hiện những cái quy định về an toàn giao thông đường bộ. Rồi bên cạnh đó thì nhà trường cũng đưa ra những cái quy định rất là nghiêm ngặt trong cái nội quy, thể hiện rõ đó là
việc chấp hành cái luật an toàn giao thông đường bộ, nó cũng là cái quy định đối với học sinh, quy định bắt buộc đối với học sinh, và trường chúng tôi thì xử lý rất là nghiêm khắc những cái trường hợp như thế này. Công tác đảm bảo an toàn giao thông trong học sinh là nhiệm vụ quan trọng. Nếu chỉ dừng lại ở việc giáo dục của nhà trường và lực lượng chức năng đối với học sinh thì vẫn chưa đủ, mà gia đình cần phải làm gương và thường xuyên quan tâm nhắc nhở cho các em mình thực hiện tốt việc đảm bảo các điều kiện an toàn khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, vấn đề an toàn giao thông cho học sinh là vấn đề hệ trọng, liên quan đến việc hình thành nhân cách của học sinh. Về lâu dài, các trường học cần có tổ tự quản để kịp thời nhắc nhở phụ huynh học sinh chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Các bậc phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở con em mình thực hiện các quy định của luật giao thông đường bộ và tự giác chấp hành. Như vậy mới tác động mạnh mẽ vào ý thức của học sinh, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, phòng ngừa tốt tai nạn giao thông xảy ra trong lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên, cùng góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông giảm sâu theo cả 3 tiêu chí đã đề ra từ nay đến cuối năm 2017.